Ngày 7 tháng 10, Công an quận 6 đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 6 tháng 10, người dân sinh sống ở đường Minh Phụng, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nhiều tầng ở đường này nên hô hoán dập lửa nhưng không thành. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận 6 đã dùng xe thang tiếp cận từ trên cao. Điện ở khu vực này được ngắt để phục vụ việc chữa cháy. Gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy. Rất may không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Người dân cho biết căn nhà bị cháy là nơi buôn bán mỹ phẩm. Thời điểm cháy, mọi người trong nhà may mắn thoát ra ngoài kịp thời.